xin chào anh em. Giờ thì mình đang có Audi Brand Experience Showcase và trình diễn các sản phẩm hiện có trên thị trường, đặc biệt là giới thiệu những dòng xe trong tương lai. Và bây giờ các bạn camera tiến vào phần lưới tản nhiệt single frame. Qua bao nhiêu năm thì bây giờ lưới tản nhiệt nó như thế này, có 8 cạnh, chắc chắn đẹp. Ngôn ngữ thiết kế mới của Q8 thì phải nói rất là đẹp. Các bạn so với Q7 trước đây, mẫu này thì có kích thước nó nhỏ hơn nhưng mà cái lòng nó lại rộng hơn, trục cơ sở con này gần 3 mét luôn. Thì Q7 thì cái đầu nó phải cao lên đến đây, nhìn nó hầm hố. Thì bây giờ nó đã thấp hơn. Đèn LED, công nghệ đèn của Audi nó rất là đẹp. Nếu như ngày xưa có cái dòng xe của Audi trước thì giải LED nó cứ chạy bo quanh mép viền này, thì bây giờ đã có 12 thanh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Ôi, con này có 9 thôi, con này có 9 thanh thôi, A7 có 12, rất đẹp. Có, nếu bạn có nhiều tiền hơn thì bạn có thể đặt Magic LED, Laser LED. Đèn công nghệ chiếu sáng nó cũng tốt hơn nhiều. Và đèn hai beam là nằm dưới đây nhé, đèn chiếu xa lại nằm dưới. Các cái dòng sản phẩm như Kona, Kano gì đó thì đưa đèn xuống đây, hay các sản phẩm VinFast thì đưa xuống đây, tuy nhiên là Audi chỉ chuyển xuống đây thôi. Thực ra mình nghĩ vẫn dùng các cái công nghệ đèn truyền thống này và tách như thế này thì nó đẹp, nó hợp hơn rất là nhiều. Mẫu này là đối thủ của GLE Coupe và Q6 nha các bạn. Q8 là 5 chỗ nha các bạn. Và như các bạn đã thấy, nhiều rất nhiều đường gân xuất hiện trên mẫu xe này nhé. Thiết kế rất đẹp. Vành mẫu xe trưng bày này là 22 inch, 285. Lúc nói to vừa rồi luôn. Về Việt Nam thì mẫu xe này chắc là vành xuống 21 thôi, nhưng mà 21 nó đủ lắm rồi. Xe này nếu mà bản cơ sở tại Việt Nam theo mình biết, bản thấp nhất nó khoảng 3 tỷ 999, coi là 4 tỷ. Nhưng mà bản đấy là bản thấp nhất. Hàng thì 4,5 tỷ, nó không trông xe là thế lắm. Đây là một SUV Light Cooper mà các bạn hãy xem. Điều biển này, điều biển và đóng đây, đóng là để thấy vừa thì có hít không? Cửa hít nha các bạn. Hít để tôi thử lại. Ui giời, tạch. Nghe hết như cái BMW 7 mình vừa mới trải nghiệm. Và sau đó thì chống của Việt Pro mình trông cực kỳ liền mạch luôn. Về sơn đen ẩn chìm vào trong, nhìn cả một cái mảng nó liền mạch như thế này, rất là đẹp. Đây là cái xu hướng thiết kế mới của tất cả các dòng xe hiện đại ngày nay. Tất cả các cảm biến trên 4 cửa Smart Key và có lẽ cái phần đuôi xe này là cái phần đặc trưng nhất của Audi Q8. Nó vát xuống theo kiểu coupe, SUV coupe rất đẹp. Cái gió phía trên thì để phân bổ để thiết kế đẹp. Thực ra Audi vốn đã đẹp rồi nhưng mà trên cái ngôn ngữ thiết kế mới này phải nói là quá đẹp. Và toàn bộ dải đèn phía sau nó đã không còn là hai mẫu đèn đơn lẻ nữa, mà đã được nối liền bằng một dải LED ở trên. Công nghệ đèn sau là đèn OLED cho các bạn. Nếu như các bạn đi mua TV thì đèn LED đôi khi nó chỉ 25 triệu, 30 triệu. Nhưng OLED thì nó hàng trăm triệu. Và các bạn nắm đèn rất đẹp luôn. Và khi bật đèn lên thì nó sẽ chạy từ giữa sang hai bên. Đúng không anh Thịnh? Anh Thịnh tinh tế, anh Thịnh ô tô Sài Gòn. Anh nói nhầm, anh Thịnh tinh tế. Cái đèn này khá là đẹp, khi mà bật lên thì ban đầu nó sẽ ở đây, nó sẽ đều tỏa sang hai bên, sau nó sẽ nháy hết 12 cái thanh LED ở đây. Nói thật đi, so với GLE, cái đèn pha này không so với GLE mà sẽ so với lại Ghost Scan. Tại vì công nghệ đèn pha mà nguyên một cái mảng dài ngang ở đuôi xe thì hiện tại anh thấy nếu có Ghost Scan thì nó lại có hơi chân một chút. Nhưng mà kiểu thiết kế đèn pha như thế này thì đúng hiện tại mẹ chưa áp dụng lắm. Mẹ chưa áp dụng, có GLE có nhưng mà nó thì có phân khúc hơi cao,
một xe điện của... Không, xe điện không tính. Thì thôi được rồi, GLE này, X6 đối thủ của nó, anh thích xe nào? Nếu mà trong 3 chiếc dáng ở cái phân khúc này dáng thì mình thích nhất vẫn là X6. Tại vì nó thành phố hơn, nó nam tính hơn. Và chiếc này thì sẽ mới hơn, đẹp hơn. Nếu như các bạn nhớ rằng những cái mẫu xe Q7 ngày xưa có quá nhiều chi tiết ở phần dưới này thì bây giờ đã quá đơn giản. Tôi sẽ xem chiếc ốp. Đây là chiếc thiết kế kiểu bô giải nha các bạn. Ông xã nằm ông xã đặt ở bên dưới, bên ngoài thì tạo thiết kế này nó tạo cái sự liền mạch rất là tốt và có cảm giác như nó ít chi tiết và nó thực sự là nó đẹp hơn. Okay, rồi bây giờ vào chụp hình. Tốt hả? Anh em vào nội thất ạ. Đẹp quá, già Napa, ghế thể thao. Thực ra cái mẫu Q8 này thấy thì trên thị trường nước ngoài thì nó có cái vô lăng, nó mang thở của mẫu xe Audi R8. Ghế thì rất thể thao rồi, nhưng mà có lẽ cái thay đổi lớn nhất trong cái không gian thiết kế và cái ngôn ngữ thiết kế thì đúng hơn của Audi ấy, chính là những cái màn hình không còn phím bấm nữa. Thực ra cái này cũng không phải quá mới đối với tất cả các dòng xe. Các bạn đã xem những cái dòng xe như Land Rover, Range Rover rồi vân vân cũng đã chuyển sang sờ và chạm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn thử cái sờ và chạm trên này nó như thế nào. Ôi rồi, một mặt phẳng mà mình nhấm vào lại tịch cái và lại rung một cái trên tay đây. Đó, tạch, rung. Ủa, cảm ứng này là công nghệ cảm ứng gì đấy không biết. Và theo mình được biết thì cái chip đồ họa xử lý cho cái công nghệ màn hình này, những cái màn hình này nó gấp nhanh gấp 50 lần so với thế hệ trước. Như các bạn chơi game thôi, chip đồ họa càng khỏe thì tốc độ xử lý càng nhanh, nó hơi bụi chút. Và sờ thì rất sướng là đẹp. À, cửa gió điều hòa. Trên mẫu A8 thì tất cả các cái cửa gió điều hòa ẩn hết vào sau. Khi nào nổ lên thì nó mới ra. Tuy nhiên này, thiết kế rất liền mạch, nhiều tầng, đa tầng. Gỗ được ốp vào đây. Quá nhiều. Màn hình này nó khoảng hơn màn hình dưới 8 inch và màn hình visual cockpit ở trên cái tablo này, cái màn hình hiển thị đa thông tin này thì khoảng 12,3 inch. Rất là đẹp. Cần số. Cần số đây nó khiến tôi nghĩ tới việc mà chuẩn bị gọi cất cánh với những cái mẫu xe rất đẹp, chi tiết nhôm này, tất cả các vật liệu chi tiết kim loại đều rất xịn và đẳng cấp. Ngồi trên mẫu xe này không biết chê cái gì, nhiều khi cũng ngại, nó đẹp quá, từ xe cỏ lên xe sang nó quá đẹp. Rồi bây giờ thì chìa khóa thì lại không có đây. Tôi đây toàn bộ màn hình rất nhiều thông tin này, chế độ điều hòa nhấn tịch này, chỉnh gió này, một gió ba này. Ghế có massage chứ, có thể điều chỉnh lên xuống này, có massage không, ngã độ ngã phía trước phía sau này. Tất cả các cái chức năng này điều chỉnh bằng cảm ứng hết, và chỉnh gió trong, chế độ gió, sấy ghế. Như mẫu xe này chưa được trang bị chức năng massage thì phải. Và bản cao cấp hơn chắc là sẽ có. Mẫu xe hơn 4 tỷ thì những cái tính năng tràn ngập công nghệ luôn. Thực sự sử dụng cái màn hình này nó quá sướng luôn ấy. Nếu mà tôi đã từng sờ và chạm cái mẫu Range Rover thì cái việc chạm nhiều khi nó cũng hơi, nó mất cảm giác này, nó tạo ra được cảm giác là có cái điểm nhấn. Mình không biết là nó có giống BlackBerry hay cái sản phẩm nào trên thị điện thoại trên thị trường không. Tuy nhiên là các dấu vân tay này chúng ta dùng thì cũng sẽ bị dấu vân tay đấy, sẽ phải vệ sinh. Camera 360 không nắm và chạm như BMW 7 nhưng mà có thể. Wow, tuyệt vời. Phía sau chúng ta có thể chọn các góc nhìn. Công nghệ đồ họa phải nói là cực đỉnh luôn. A8 bản cao cấp trên thế giới thì được trang bị, Q8 được trang bị rất nhiều cái công nghệ hỗ trợ. Tuy nhiên mình nghĩ về thị trường Đông Nam Á, đặc biệt Việt Nam thì
phải lược bớt đi. Thực ra ở đây là có rất nhiều công nghệ đưa về nhưng chưa chắc đã dùng được. Ví dụ công nghệ xe tự lái level 3 của A8 mà đưa về thì cũng chết luôn, không dùng được, phí tiền mà lại chịu thuế má các kiểu, giá nó lên rất cao. Đây có ngắm cái màn hình Visual Cockpit này các bạn. Rất digital. Làm nào để kết nối navigation ở đây khi mà thực sự là luôn có thể wow. Đó, các bạn có thể thấy này. Đó. Khi mà chúng ta ưu tiên cho cái việc quan sát đường, các bạn có thể thấy mình đang ở cái khu Marina Bay Sands nha các bạn. Chúng ta đẹp luôn, thì đường công nghệ đồ họa quá đỉnh luôn. Anh em chơi game mà được cái cạc màn hình như thế này thì phải nói là ngất luôn. Cái không gian tập trung cho người lái này thực sự là nói nó tràn ngập công nghệ luôn. Mình không nghĩ là ngồi trên một chiếc ô tô nữa mà ngồi như một cái phòng mô phỏng về 3D. Ra ở đây là ốp một chút ra Alcantara này, rất là thể thao, đẹp tuyệt vời. Vì là bên Singapore cho nên là xe là nằm bên phải. Không biết là mẫu xe này đã được trang bị cái tự lái giống như A8 chưa. Mình nghĩ là chưa, chắc là có Adaptive Cruise Control thôi. Hàng ghế sau, cửa sổ fridge. Đây là hàng ghế này là lúc nãy còn đẩy rất sâu rồi nhá. Nhưng mà nếu mà chỉnh chuẩn này, lúc nãy mình ngồi vị trí này thì cái không gian này, trục cơ sở con này tới sát 3 mét. Trục cơ sở tính ra còn dài hơn cả Q7. Và phần đùi như thế này, ngồi quá rộng luôn. Cửa sổ trời thì không hiểu cái này gọi là panorama hay là semi panorama, bởi vì nó không được tràn, nó không được quá rộng. Tất cả các chi tiết đẹp, cửa gió điều hòa này, điều hòa độc lập 4 vùng này. Rồi, có khe cắm USB không? Rồi, chỉ có các đầu ra 12V thôi. Tất cả đều là touch. Touch, vuốt lên vuốt xuống, chạm vuốt lên vuốt xuống, vuốt. Wow, auto. Rất đơn giản, phía sau không quá gì nhiều nhưng mà hãy xem cái chiếc ghế này chúng ta làm được gì. Đèn đọc sách, không quá nhiều công nghệ phía sau, không quá nhiều tiện ích đâu. Ghế cũng chưa massage, có thể kéo lên như thế này và mình có thể đẩy xuống như thế này. Độ ngả thì sao, xe sang thì xe sang nhưng mà vẫn phải nhận ra những cái độ ngả tốt nhất là như thế này. Nó không ngả sâu ra phía sau, ngả dài phía sau như Lexus RX 450H mà mình vừa mới ngồi thử. Phía sau con này cũng rất đơn giản, có xem xe tăng nhưng mình không có chìa khóa ở đây và cũng không kéo nó lên được. Ra nắp pa trông rất xịn nhưng việc bền hay không thì chúng ta còn phải sử dụng nữa. Ôi mất chìa khóa rồi, tất cả các màn hình đẹp dai đã bị mất rồi. Giờ mình sẽ ra phía sau xem chiếc cốp này có rộng không nhá. Cửa hít này, cửa hít tịch, nhẹ nhàng êm ái, đẹp quá. Tại thanh mạng chrome thì đã làm một cái giải này. Quá rộng luôn. Trang bị một xe đi kèm. Còn động cơ thì sao? Hít. Quá đẹp luôn. Ok. Và phần động cơ của em nó, nếu về cái công nghệ thông minh của mẫu xe này gọi là cái bảng ta hay gọi là full option thì nó rất là nhiều. Chuyển động của nó quattro nha các bạn, chuyển động 4 bánh, mặc định của nó là 40 trước và 60 sau, còn tùy theo từng điều kiện thì nó có thể điều chỉnh. Cái điều chỉnh đó thì mình nghĩ là phải thử nghiệm thì mới có thể cảm nhận rõ được. Nếu như A8 thì sử dụng tới 9% là nhôm,
phối hợp với thép có độ cứng cao nhưng mà như thế thì pha carbon vào cho nó cứng. Thì mẫu Q8 này thì sử dụng 15% là nhôm. Cơ sở là khung gầm nó gọi là Audi Spec Frame. Đóng loa thì là loa Bang Audition. Q8 này thì cũng đã về Việt Nam rồi và các bạn là chúng ta sẽ sớm được ngắm trực tiếp em nó tại triển lãm ô tô Việt Nam. Các bạn hãy liên tục theo dõi những cái thông tin cập nhật trên Q Daily để có thể có thêm cái thông tin chi tiết này, ngay cả những cái thông số chi tiết kỹ thuật về động cơ rồi về những cái trang bị vân vân của xe cũng sẽ ra mắt sớm tại Việt Nam mà thôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, các bạn hãy ngắm lại con lái của Audi Q8 tràn ngập công nghệ.